Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Nếu như vừa rồi là sự chia ly, thì bây giờ sẽ là những giây phút yếu đuối của ngày trùng phùng, ngày hạnh phúc. Thưa quý vị, ca khúc Ngày Hạnh Phúc sẽ được mang đến với chúng ta qua niềm vui hạnh phúc của Thái Sơn. Cái khó của bài ballet đương đại là mình phải thể hiện được cái cảm xúc thăng hoa của chú rể khi chuẩn bị kết hôn với một cô gái. Một thử thách cực kỳ lớn đối với mình về trong cảm xúc, bởi vì bạn mình đã cưới rất là nhiều rồi, nhưng mà mục tiêu của mình đấy là chỉ là để ăn cỗ thôi chứ mình không quan tâm đến cô dâu chú rể. Thì chị Lịch luôn luôn phải bảo là cố gắng làm sao là phải tán được chị, phải làm chị thích mày. Đối với mình thì chị Lịch là một người chị cũng như là người thầy, để mình có thể tạo được cái cảm xúc như kiểu một đôi yêu nhau với chị Lịch là cực kỳ là một vấn đề nan giải hiện giờ. Sưởi ấm anh qua đêm đông dài. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn mượn dầu một người chở che cho em bình yên. Một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong tôi không biết là sao chương trình có chuyện gì xảy ra không nha. Tôi không có thấy cái gì nha. Thái Sơn và Phạm Lực, thưa quý vị. Cái gì vậy? Cái này có trong kịch bản không? Không ạ. Thưa quý vị, có những phút thăng hoa làm con người ta không kiềm chế được. Và người ta phải làm những chuyện vượt qua giới hạn. Nhưng đó là cảm xúc. Nếu quý vị đồng cảm với họ. Và tin tiết mục này sẽ được giám khảo lựa chọn nhất tuần. Chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 05 gửi về 8369, 3000 đồng một tin quý vị nhé. Xin mời anh Đàm. Một cảm giác rất là bay bổng. Phạm Lịch, em có những cái sự tính toán rất là dễ sợ. Khi có những cái cú quăng ném hoặc là lướt xuống mặt sàn vậy, đó là lần đầu tiên anh thấy như vậy. Từ trên cao đổ xuống như một dải lụa. Rất là tuyệt vời. Ánh mắt của em nhập vai hay quá. Em nhìn vào Thái Sơ một cách rất là hạnh phúc. Dương quá từ lông nữ xuất hiện trong mùa này cũng có thể có. Bài nhảy vừa rồi rất là trọn vẹn. Chỉ một chỗ duy nhất thôi làm cho Thái Sơn bị quay một vòng hơi nhanh và loạn trọn tí xíu. Chỗ đó thôi chứ còn mọi thứ đều tuyệt vời hết. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Đàm. Lan Khuê. Trái với anh Đàm thì Lan Khuê không cảm thấy sướng, không cảm thấy đã với cái bài nhảy này. Phạm Lịch làm rất là tốt. Lan Khuê nhìn thấy được cái sự thăng hoa của Phạm Lịch. Thế nhưng mà ngược lại, Thái Sơn lại không thấy cái điều đó. Cảm xúc từ đầu cho đến cuối nó khá là đều nhau. Nó không có một cái đoạn nào thể hiện rõ là anh ấy đang rất là hạnh phúc trong cái giây phút thăng hoa này. Nó hoàn toàn không thấy điều đó. Về cái bài nhảy, kỹ thuật thì có, nhưng mà nó không có đẩy được cái cảm xúc thăng hoa lên. Nó không có. Anh biết tại sao? Mời John. Nói chung thì cái bài biên đạo, cái ý tưởng, mấy cái động tác, tất cả mọi thứ rất tốt. Nhưng cái phần tụi em thể hiện nó không mượt. Nếu mà nó mượt rất là smooth, nó vô cái động tác tiếp theo và tiếp theo thì nó sẽ mang cái cảm xúc. Nhưng mà cảm giác của anh lúc xem là oh, anh bị tuột. Tại nó có nhiều cái động tác nó không phải là bị bể, nhưng mà nó bị cái kiểu like cực cực. Nhưng anh Đàm Minh Hưng cũng nói đúng là mấy cái bưng bê là like xuống lên rất là đẹp.
Nhưng mà anh chỉ thất vọng tại vì nó có nhiều lần lúc anh đang xem anh đang thỏa mãn. Sau nó có mấy lần Sơn làm mấy cái động tác tay thì nó không phải là ba lê nhưng mà nó là khiêu vũ. Lúc em bước vào em bỏ cái tay là nó bị cứng. Anh còn em mềm hơn trong cái phần ba lê này. Thưa quý vị, mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng của mình. Và rõ ràng là cái bài của họ mượt mà có, nhưng đôi khi là theo ý của Lan Khuê và John Huy Trần là chưa có chạm được đến đỉnh điểm của cảm xúc. Đó cũng là do cái cách cảm nhận của mỗi một khán giả mà thôi. Và cả những vị giám khảo cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số dành cho Thái Sơn và Phạm Lịch. Xin mời anh John. 8 điểm. Lan Khuê 8 điểm. Xin mời anh Hưng 9 điểm. Điểm số cũng khá cao. Chúc mừng hai em. Đến bây giờ thì Trấn Thành mới bật mí với quý vị. Nếu như chúng ta để ý từ đầu chương trình đến giờ là 5 tiết mục rồi, thì quý vị có thấy không, tại sao 5 nhân vật này có mặt được ở đây? Thứ nhất là do các bạn thí sinh giảm cân rất là tốt. Thứ hai là chính bản thân của các bạn ấy cũng đã tiến bộ cực kỳ nhiều về kỹ thuật của cá nhân. Và cái điều thứ ba đó là người huấn luyện của các bạn ấy hiện nay đang là những vũ công hàng đầu và họ là những cái người tài giỏi thật sự, như là Hải Anh, Ngọc Anh, Đình Lộc, Huỳnh Mến, Phạm Lịch. Thưa quý vị, tất cả những người này đều là những người rất là giỏi. Và vòng 1 về Ballet Fusion đã trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ 2, cũng 5 bài biểu diễn nhưng với 5 đạo cụ khác nhau. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.